Mới đây, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết bằng hình thức trực tuyến với 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự. Đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương chủ trì điểm cầu Đảng ủy Bộ Công Thương. Sau mỗi kỳ đại hội của Đảng, việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ 13 sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ khối trong sạch vững mạnh toàn diện. Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Đảng ủy khối cũng xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan trung ương, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường và đổi mới công tác dân vận, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.